Vốn hóa Tether gần chạm đỉnh sau khi các đối thủ mạnh dần thất thế. Vốn hóa thị trường của Tether USDT gần đạt mức cao kỷ lục trong bối cảnh cuộc khủng hoảng ngân hàng đang diễn ra và cuộc đàn áp tiền điện tử ở Hoa Kỳ. Vào ngày 17 tháng 4, định giá thị trường lưu hành của stablecoin được chốt bằng đô la Mỹ này đã đạt gần 81 tỷ USD, tăng khoảng 20% từ đầu năm đến nay và chỉ thấp hơn 1,5% so với mức cao kỷ lục 82,29 tỷ USD một năm về trước. Một yếu tố góp phần vào sự tăng trưởng của USDT chính là sự thụt lùi và mất niềm tin của các đối thủ lớn như USDC của Circle và BUSD của Binance trong thời gian gần đây. Vốn hóa thị trường đang lưu hành của USDC đã giảm hơn 25% so với đầu năm xuống còn 31,82 tỷ USD do sự tiếp xúc với ngân hàng thung lũng Silicon. Mặt khác, BUSD đã chứng kiến mức vốn hóa thị trường giảm 60% vào năm 2023 xuống còn 6,68 tỷ USD, mức thấp nhất kể từ tháng 4 năm 2021 khi liên tục bị các cơ quan quản lý Hoa Kỳ vây hãm. Theo dữ liệu của Glassnode, sự thay đổi vốn này có thể đã giúp Tether lần đầu tiên tăng cường sự thống trị của mình trên 65% trong lĩnh vực stablecoin toàn cầu kể từ tháng 5 năm 2021. Apple ra mắt dịch vụ mới, đe dọa sự phát triển của DeFi. Vào thứ Hai, Apple đã giới thiệu tài khoản tiết kiệm Apple Card cung cấp cho khách hàng tỷ lệ phần trăm hàng năm là 4,15%. Apple đã tuyên bố rằng không có yêu cầu về số tiền gửi hoặc số dư tối thiểu và khách hàng có thể thiết lập tài khoản trực tiếp bằng cách sử dụng phần mềm Wallet được cài đặt sẵn trên iPhone của họ. Tuy nhiên, sự phát triển mới này có thể gây ra mối đe dọa đối với các giao thức năng suất cao của DeFi. Theo FDIC, tỷ suất phần trăm trung bình hàng năm API trên các tài khoản tiết kiệm trên khắp Hoa Kỳ chỉ là 0,35%. Do đó, mức cung cấp 4,15% API mới nhất của Apple có vẻ cao khi so sánh. Mặc dù, các tài khoản năng suất cao cạnh tranh được cung cấp bởi các giao thức DeFi nổi bật như Compound, AAVE, Cream, Nexo và Notional tiếp tục cung cấp mức lãi suất tương đương nếu không muốn nói là vượt trội so với Apple. Tuy nhiên, khi các doanh nghiệp truyền thống đang bắt đầu thu hẹp khoảng trống trong lĩnh vực tài khoản tiết kiệm, DeFi có thể sớm phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt trong tương lai gần. Giá KNC giảm mạnh sau sự cố trên Kyber Network. Giao thức tài chính phi tập trung DeFi Kyber Network mới đây đã xác nhận lỗ hổng tiềm ẩn trong một tweet, đồng thời lưu ý rằng không có khoản tiền nào bị mất và sản phẩm Kyber Swap Classic không bị ảnh hưởng. Ngoài ra, Kyber Network cũng đã khuyên các nhà cung cấp thanh khoản trên sản phẩm Elastic của mình nên rút tiền sau khi phát hiện ra lỗ hổng tiềm ẩn. Tuy vậy, token gốc của giao thức KNC đã giảm gần 4% sau dòng tweet. Không chỉ vậy, tổng giá trị bị khóa TVL của giao thức cũng sụt giảm nghiêm trọng. Khi sản phẩm Elastic có TVL là 108 triệu đô la vào Chủ nhật, nhưng con số đó hiện đã giảm xuống còn 61 triệu đô la theo DeFi Llama. Ethereum mở ra trang mới nhờ Hard Fork Thượng Hải. Coinbase cho biết trong một báo cáo nghiên cứu mới đây rằng giá của Ether đã phục hồi mạnh mẽ sau Hard Fork Thượng Hải vào tuần trước. Việc nâng cấp thành công blockchain Ethereum đã hỗ trợ hành động giá Ether tốt hơn dự kiến. Trong vòng 24 giờ đầu tiên kể từ khi tính năng rút tiền được kích hoạt, nguồn cung Ether đã bị hạn chế do một số lý do. Thứ nhất, khoảng 70% các địa chỉ nhận được một lượng token staking đã tiếp tục chiến lược hold. Thứ hai, việc rút tiền đang được xử lý nhưng tác động của chúng đối với thị trường đã được bù đắp một phần bởi số lượng người mới tham gia ổn định trong hàng đợi. Một lý do khác khiến Ether tăng giá là do hiệu suất tương đối kém của ETH so với Bitcoin từ đầu năm đến nay. Điều này đã để lại rất nhiều cơ hội cho tài sản này bắt kịp BTC sau nâng cấp Thượng Hải. Báo cáo cũng cho biết thêm rằng hành động giá tích cực có thể tiếp tục đến cuối tháng 4. Lừa đảo tràn lan khi đồng thuận giá Pi nở rộ. Cùng với sự phát triển của trào lưu trao đổi Pi-coin lấy fiat, nhiều chiêu trò lừa đảo Pi-coin cũng từ đó mà ngày càng nở rộ. Mới đây, Pi-news đã phát đi lời cảnh báo cộng đồng về các hình thức lừa đảo kiểu mới trên Pi-network. Cụ thể, báo cáo của Pi-news tiết lộ trong thời gian gần đây, nhiều pioneer tại Trung Quốc đã phản ánh tình trạng nhiều cá nhân đã mạo danh những người có sức ảnh hưởng trên mạng Pi, hoặc được Pi-coin team ủy quyền để mua bán Pi-coin lấy tiền fiat với giá rất tối ưu. Nhiều pioneer đã bị mắc câu bởi chiêu lừa đảo này chỉ bởi không xác minh thông tin kỹ càng. Bên cạnh đó, để tạo uy tín ảo trong cộng đồng, nhiều hội nhóm trao đổi, đồng thuận Pi cũng đã được lập ra. Tuy nhiên, những group này đều có chung một công thức, tạo FOMO bằng tin tức giả, khoe chiến tích giao dịch, bơm tương tác để tạo ra vẻ ngoài hào nhoáng hơn. Và hậu quả chung cho những nạn nhân của hành vi trên là tiền mất tật mang, bởi cho đến nay Pi Core Team vẫn chưa cho phép trao đổi Pi lấy fiat. Vì vậy, để bảo vệ bản thân trước các chiêu trò lừa đảo,
các Pioneer cần xác minh thông tin của người giao dịch rõ ràng, chuẩn xác, lựa chọn các Pioneer có thâm niên hoạt động trong ngành lâu năm, và đặc biệt không để bị ảnh hưởng bởi các hình thức FOMO và đồng thuận giá cao, phá vỡ quy luật cung cầu của thị trường và mục tiêu đề ra của PCOR Team. Hoa Kỳ ra khung pháp lý đầu tiên cho doanh nghiệp tiền điện tử. Bộ Dịch vụ Tài chính tiểu bang New York DFS vào thứ Hai đã thực hiện một động thái quan trọng trong việc hoàn thiện cách thức giám sát các doanh nghiệp tiền điện tử dưới quyền quản lý của họ. Đó chính là phát hành BitLicense, một bộ quy định về tiền điện tử mới giám sát cho 20 công ty lẻ. Đây là một sự phát triển lớn theo hướng mục tiêu của bộ nhằm đối xử với các doanh nghiệp thị trường tiền điện tử ngang hàng với các ngân hàng và tổ chức tài chính truyền thống. Quy tắc mới cho phép bộ phận thu chi phí giám sát từ các công ty tiền điện tử được cấp phép, ngang bằng với những người được cấp phép khác do DFS quy định. Mặc dù quy tắc mới này chỉ ảnh hưởng đến một số ít công ty, nhưng đây có thể trở thành một kế hoạch chi tiết lý tưởng để các cơ quan quản lý nhà nước khác áp dụng, để điều chỉnh ngành công nghiệp tiền số hiện tại và trong tương lai khi các nhà đổi mới tạo ra sản phẩm mới và các trường hợp sử dụng cho tài sản kỹ thuật số. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe bản tin. ZipTorisVN xin chúc các bạn một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.